nhá, theo dõi để 24/24 thấy động tĩnh gì alo tao luôn, biết chưa? Cấm thằng nào bỏ vị trí ấy. Mẹ ơi, các chú ngoài cổng đã đi hết chưa mẹ? Chắc đi hết rồi con ạ. Mẹ gọi điện cho bố, bảo bố về nhà nhá, bảo bố cẩn thận nữa đấy. Không phải lo, mẹ gọi bố rồi. Vâng ạ. Vào nhà đi. Mẹ gọi cho cả bác Chí nữa, bảo bác cẩn thận. Dạo này các chú người xấu nhiều lắm, ở đâu cũng có ý. Ở đâu là ở đâu? Con thấy rồi à? Con thấy trên TV người ta bảo thế. Con chào bố ạ. Sao rồi anh? Chả thấy ai cả. Lúc đấy em bảo là có cả thằng Long à? Hay mình báo công an nó chắc. Hôm nay còn không khác nữa. Báo công an thì có giải quyết được cái gì đâu. Đến đây thì chúng nó bảo là chúng nó tụ tập đứng chơi thôi. Làm gì có bằng chứng nào mà bắt. Thế lúc nãy còn có sợ không? Biết cái gì mà sợ. Anh xem tính nào thì tính đi. Bây giờ em bán hàng bán quán như thế, nó kéo ra quán này em dẹp tiệm à? Thì anh đang tính đây. Nhưng mà khó quá. Khó thì anh nói bác Chí ấy. Mọi việc là do bác ấy. Bác xử lý thì cũng đúng rồi. Anh cứ ôm việc vào người, khổ vợ khổ con. Anh đây cô. Alo bác Chí, con nằm đây. Bác đây con. Bác Chí ơi, ở cạnh nhà mình nhiều kẻ xấu lắm. Hôm qua cũng có. Con sợ lắm. Bác Chí nhanh nhanh về nhà mình đi. Có bác, kẻ xấu không dám bắt nạt mẹ Khanh. Bắt nạt mầm, bác Chí đã hứa bảo vệ mầm rồi mà. Bác hứa, yên tâm, không phải lo gì cả nhá. Có bác ở đây rồi, bác sẽ bảo vệ hai mẹ con. Con nghe chưa? Có tin bác không? Lúc nào có trả tin bác. Thế đồ chơi bác mua cho con, mẹ đưa cho con chưa? Mẹ Khanh đưa rồi ạ. Nhưng con lại thích con búp bê ở trung tâm thương mại hơn. Cứ ngoan nghe lời bố mẹ, cái gì bác mua cho con nhá. Mua cả thế giới cho con luôn.
Mày vẫn không tìm được và lôi cổ thằng Chí về đây à? Nếu không làm được, để tao bảo thằng Khải. Bố cứ yên tâm, kiểu gì con chả lôi được cổ nó về đây cho bố. Dạo này đối đáp gọn nha. Thằng Khải dạy mày hả? Ừ, thằng đấy tuổi gì dạy con. Người duy nhất có thể dạy được con là bố yêu của con. Cũng khéo nịnh đấy. Đừng làm bố thất vọng. Vâng ạ. Sao nước lâu quá nhở? Đây, mang vào đây. Mà anh ơi, sao ngay từ đầu anh không nói với Lao Đông là thằng Chí nó về rồi để bây giờ đỡ ở loang ngoang không? Tao còn phải xem nó có tiền không đã. Tao không tin là nó bị mất cái ba lô tiền. Anh bây giờ anh không cần phải nghi ngờ nữa. Em khẳng định với anh luôn là nó không có tiền. Chả thằng nào có tiền mà phải ngủ bờ ngủ bụi như thế cả. Em hỏi thật nhá. Ngoài tiền ra thì anh với thằng Chí còn cái khúc mắc gì nữa? Thế mày nghĩ là còn gì? Thì cũng phải thâm thù đại hận gì thì anh mới phải bày cách cho người nghĩ kế răng bẫy nó như thế chứ. Cái công đau đầu nghĩ công như thế để làm cái gì? Mày có biết là bị thằng cùng hội đâm sau lưng nó đau thế nào không? Đến khi nào cái chân què của tao nó lành lại thì tao mới quên được. Nhắn với nó, một là đến gặp tao, hai là tao đến tận nhà nó ngồi chờ. Từ giờ cho đến lúc nó đến gặp tao ấy, tao cũng sẽ cho quân đến đây để ngồi chờ cùng. Chờ bao lâu tao cũng chờ được. Hiểu chưa? Vợ chồng tôi chả liên quan gì tới bác Chí cả. Cậu muốn gặp bác ấy thì đi tìm bác ấy mà nói chuyện. Cậu đừng có dọa chúng tôi. Chúng tôi kiện đến cùng đấy. Nhắn với nó thế. Như nào? Mày không khác gì ông già mày nhỉ? Chỉ bắt nạt đàn bà con gái là giỏi. Đến đây làm loạn không biết nhục à? Thích ấy, mà gọi đông đông vào. Bác ơi, chứ còn cái loại đầu đất như mày ấy, không giải quyết được vấn đề gì đâu.